Công an quận cầu giấy hà nội vừa triệt phá đường dây môi giới mại dâm qua hình thức trá hình sugar baby sugar daddy. Theo đó thì các sugar daddy còn gọi là bố nuôi nhưng thực chất là khách mua dâm sẽ phải chu cấp cho sugar baby tức là con gái nuôi thực chất là cái bán dâm mỗi tháng từ 15 đến 20 triệu đồng. Theo điều tra. Hà Trọng Thắng sinh năm 1993, quê ở Quảng Nam, tạm trú tại Hà Nội, được xác định là tú ông, môi giới gái bán dâm cho khách mua dâm qua các nhóm Sugar Baby trên mạng xã hội. Khi các cô gái có nhu cầu bán dâm, Thắng sẽ lấy các thông tin tên tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, hình ảnh ngoại hình đưa cho người có nhu cầu mua dâm xem và lựa chọn. Mỗi vụ môi giới thành công, khách mua dâm sẽ phải trả cho gã tú ông 2 triệu đồng và trả cho gái bán dâm khoảng 15 đến 20 triệu đồng một tháng tùy theo thỏa thuận. Trong khi đó Tú ông cũng thu 1 triệu đồng của Sugar Baby. Về phía gái bán dâm sẽ đưa ra các mức giá để người mua dâm chu cấp dao động khoảng từ 15 đến 20 triệu đồng một tháng, tương ứng khoảng từ 4 đến 8 lần quan hệ mỗi tháng. Ngoài ra, trong đường dây này còn có gói thứ hai người mua dâm phải trả số tiền là 20 triệu đồng một tháng và gặp nhau 8 lần một tháng để quan hệ tình dục. Và Thắng yêu cầu trả 2 triệu đồng tiền môi giới cho gói này. Đây là những thủ đoạn tinh vi các đối tượng tiến hành môi giới giao dịch trên mạng xã hội. Thời gian qua, cơ quan công an đã mất nhiều thời gian theo dõi, củng cố chứng cứ để làm rõ đường dây trá hình này.